Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chúng ta cần thực hành từ bi và tin vào tương lai. Đây là chia sẻ của Đức Dalai Lama về cách để con người vượt qua đại dịch COVID-19 trong một bài viết gần đây trên tạp chí Time. Cụ thể, Ngài khuyến khích tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là ở những nơi đang bị dịch bệnh hoành hành, cùng thực hành lòng từ bi và tương trợ để phản hồi lại khủng hoảng do virus corona gây ra. Ngoài ra, vị thầy Phật giáo, chủ nhân giải Nobel Hòa Bình nhấn mạnh chỉ cầu nguyện thôi chưa đủ và mỗi đều có trách nhiệm rèn luyện lòng từ và giúp đỡ người khác. Ngài nói đến sự liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau của thế giới. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 cho thấy những gì xảy ra cho một cá nhân đều rất nhanh chóng sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chúng sanh khác. Nhưng dịch bệnh cũng nhắc nhở chúng ta rằng hành vi yêu thương, nâng đỡ dù là người đang làm việc trong môi trường y tế hay chỉ nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội cũng đều là giúp đỡ người khác. Là một thành viên của cộng đồng toàn cầu, mỗi người chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau. Đức Dalai Lama còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không đánh mất niềm tin, giúp đỡ người khó khăn nhất và luôn nhận diện rằng mọi thứ đều không nằm ngoài quy luật vô thường, kể cả đại dịch COVID-19 mà chúng ta đang đối diện. Tôi tin vào quy luật vô thường. Thật ra, sự tấn công và hoành hành của virus rồi cũng sẽ kết thúc, như tôi từng chứng kiến về chiến tranh cùng các mối họa khủng khiếp khác trong suốt cuộc đời mình. Và chúng ta sẽ có cơ hội tái thiết cộng đồng như con người trên thế giới này đã nhiều lần làm cùng nhau trước đây. Trong hoàn cảnh nhiều bấp bênh này, điều quan trọng là chúng ta không để mất niềm tin và hy vọng vào những nỗ lực đang cùng nhau thực hiện để vượt qua bệnh dịch này. Đức Hòa, theo The Lion's Roar. Ha ha ha,